Ngày 1 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Diệp, sinh năm 1974, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu nhận được đơn tố giác về tội phạm của bà Cao Thị Phượng, sinh năm 1989, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Theo đó, bà Diệp đã đưa ra các thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất cho các lô đất thuộc thửa số 678, tờ bản đồ 17, diện tích 91,1 m² tại tổ 89, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cho bà Phượng. Được biết, lô đất này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ có đơn xin phép xây nhà tạm và đơn xin giao đất của chủ cũ, trong đó có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam. Nghe nhiều người giới thiệu, bà Diệp là người am hiểu nhiều thủ tục về đất đai và có nhiều mối quan hệ. Bà Phượng đã đưa trước cho bà Diệp 250 triệu đồng để nhờ sự giúp đỡ. Bà Diệp hứa sẽ giúp bà Phượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lại chiếm đoạt luôn số tiền này dùng cho chi tiêu cá nhân. Bà Phượng nhiều lần liên hệ họ kết quả nhưng bà Diệp lại tránh mặt. Biết mình bị lừa, người phụ nữ đã tố cáo hành vi của bà Diệp đến công an. Qua đấu tranh, bà Diệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.